Xin chào quý vị khán giả của chương trình Gõ Cửa Trái Tim. Ngày hôm nay Bảo Anh lại gặp với quý vị và chúng ta sẽ có những cái câu chuyện với nhau. Đúng với thông điệp của chương trình đó là lạc quan và yêu đời là những cái loại vitamin rất là tốt để chúng ta có được một cái nguồn năng lượng tích cực và vui sống, vui khỏe mỗi ngày luôn quý vị ơi. Mỗi lần mà chúng ta gặp nhau thì quý vị thấy là có một cái câu chuyện truyền cảm hứng rất là hay. Bên cạnh đó là chúng ta còn gặp gỡ những người nổi tiếng, những người mà cho chúng ta những cái câu chuyện thú vị về chính bản thân họ và kể cả những cái góc nhìn của họ về cuộc sống nữa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với một cô gái với Bảo Anh đó, thì cô gái này trong Bảo Anh là một người có cái sự nỗ lực rất là dài hơi, có nghĩa rằng là cô ấy bắt đầu cái con đường nghệ thuật cũng rất là sớm, từ những khi mà chưa ai biết đến cô gái ấy, nhưng mà cô ấy không bỏ cuộc, dù là trải qua rất là nhiều những cái điều khác nhau trong cuộc sống, nhưng mà cô ấy vẫn cứ vươn lên mỗi ngày từ chính bản thân mình và có được những cái thành tựu nhất định. Và cực kỳ ấn tượng với quý vị khán giả luôn khi mà trở thành cái gương mặt là best face trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đó chính là người đẹp Lệ Nam, hay người ta còn gọi một cái tên khác là Nam Anh. Ngày hôm nay là chị được đến thăm nhà của em, coi như là sẽ có một cái câu chuyện hàn huyên giữa hai chị em mình trong một cái khu vườn nho nhỏ này nè. Dạ. Nam Anh có hay ngồi ở cái khu vườn này không? Dạ có, em thường buổi sáng em sẽ ngồi đây nè để em tập yoga với lại em ngồi em thiền. Buổi tối thì mình ít ngồi đây, chắc là buổi tối đầu tiên mà mình ngồi mình uống trà. Bây giờ thì mình sẽ có rất nhiều những cái câu chuyện xoay quanh những cái điều mà em đã trải qua, kể cả là trong cái định hướng nghề nghiệp tương lai của em. Nhưng mà hồi nãy khi mà chị tới thì chị khá là ngạc nhiên vì chị cũng là gọi như là điệu lắm, cũng mặc một cái đầm điệu đà, thì tới đây thấy em mặc bộ đồ rất là khỏe khoắn. Thì khi hồi nãy mà nói chuyện với Nam Anh thì mới biết là cô gái này là một cái người mà rất là thích yoga, tập yoga, tập thiền. Thế thì em có thể chia sẻ một chút xíu về cái việc là em biết đến yoga như thế nào, em yêu thích bộ môn này như thế nào và tại sao nó gắn bó với em tới giờ điểm này? Nó có cái giúp ích gì cho cái cuộc sống của em và đặc biệt là tinh thần của em không? Em thì em có khoảng thời gian em bị làm việc mà em không có thể thao á, cái em thấy mình bị tiêu cực. Xong cái thì trong tất cả các bộ môn thì gym thì nó hơi mạnh, còn tự nhiên mình thấy bộ môn yoga cái mình tập thử xong cái mình thấy mình thích quá, cái mình phù hợp quá, cái mình hay tập. Rồi cái thành cái thói quen tới bây giờ luôn, là mỗi tuần em sẽ đều tập yoga. Cứ rảnh là em sẽ ra em tập, sáng sớm em sẽ dậy, nếu mà không tập kịp á thì mình sẽ ra mình ngồi tầm khoảng 20 phút, mình ngồi mình thiền và mình biết ơn cuộc đời, biết ơn những gì mình đang có. Mình thiền, mình tập sơ sơ vài động tác thì nó là một cái gọi là cái giống như một cái trước khi mà em bắt đầu một ngày mới, em sẽ làm cái việc đó để em bắt đầu một ngày mới thì nó sẽ rất là năng lượng hơn. Em làm điều này được bao nhiêu năm rồi hả? Em làm được khoảng 3 năm. 3 năm. Nhưng mà cái hồi nãy á, chị cũng thấy trong nhà em có một cái, quý vị biết là có một cái tờ gọi như cái giống cái sớ là ghi biết ơn cái này biết ơn cái kia, là cái mà Nam Anh có nói là mỗi buổi sáng khi thiền thì Nam Anh cũng sẽ đọc cái đó lên. Thì thật ra chị cũng có nghe cái việc là rất nhiều người ứng dụng cái việc là mỗi ngày thiền và nói lên cái sự biết ơn cuộc sống hàng ngày cho mình cái gì thì cũng nhận lại được rất nhiều những cái giá trị. Thì chị không biết là 3 năm qua có phải là nhờ việc em tập yoga cân bằng lại cơ thể và tinh thần của mình, cộng với cái việc là em luôn nhắc nhở mình biết ơn tất cả những gì đến với cái cuộc đời của em, và nó có cái sự chuyển biến tốt trong cái cuộc sống của em không? Em thấy nó chuyển biến rất là rõ rệt luôn. Em thấy hồi trước thì mình thị phi, mình không biết tại sao người ta hay nói mình có số thị phi á. Xong rồi mình cũng phải đối diện với nó là một cái áp lực. Thì mình cái cách em lựa chọn là em sẽ tập yoga, em thiền, em sẽ dần dần cái em thấy mọi người yêu thương em nhiều hơn. Và em thấy hiện tại ở giai đoạn hiện tại là mọi người đang yêu thương em và Nam em, nên em càng biết ơn nhiều hơn nữa và em sẽ trân quý cái khoảng thời gian này hơn nữa và sẽ cố gắng giữ gìn để mình không có bị ghét nữa. Khi mà mình làm cái đó mỗi ngày á, tự nhiên cái tâm của mình nó sẽ tỉnh lại, tự nhiên mình biết cách mình thông minh hơn trong mọi tình huống nè,
rồi mình biết cách mình cư xử hơn, mình biết cái trí khôn của mình làm như thế nào để được yêu thương. Em thấy một cái việc là khi mà mình chậm không có nghĩa là mình chậm đâu, mà khi mà mình dành thời gian để mình chăm sóc cái sức khỏe tinh thần của mình á, sức khỏe tinh thần mình nó khỏe thì mình làm gì cũng nhanh hết. Đôi khi mình lo mình chạy quá, cái sức khỏe tinh thần mình yếu á, mình làm gì mình cũng cảm thấy uể oải mệt mỏi. Còn mình khi mà mình đã chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình tốt á, thì mình làm cái gì mình cũng thấy nó hiệu quả đó. Tự nhiên cái gì cứ cũng êm xuôi á, rồi mình vừa dành thời gian cho cuộc sống ở bên ngoài, mình lại dành thời gian để mình hiểu được con người của mình hơn á, thì mình sẽ bớt đi những cái cuộc chiến tranh mà mình phải tại sao tôi phải như thế này, tại sao tôi phải như thế kia, tại sao cuộc sống không cho tôi gì cái này, tại sao, thì mình sẽ đỡ stress và căng thẳng hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ khép lại câu chuyện yoga thì mình sẽ qua một cái lĩnh vực khác. Nhưng khi nghe cái thông tin là em cũng muốn lấn sân ca sĩ thì chị đang cảm thấy băn khoăn, ủa không biết hát như thế nào ta. Hình như em hát cũng rất là tốt đúng không, hát được. Thật ra là chia sẻ với khán giả là ngay từ những cái bước chân đầu tiên vào nghệ thuật á, thì mình đã ước muốn là mình sẽ làm về âm nhạc. Nhưng mình không nghĩ là mình làm người mẫu hay đi thi hoa hậu. Nhưng mà hồi xưa em nhớ là kiểu có hình dáng đó, thì tự nhiên mình thấy là đi diễn show người mẫu cũng có tiền để mình trang trải cuộc sống, với lại mình cũng sẽ có thêm nhiều được mối quan hệ trong cái lĩnh vực này hơn, nên mình quyết định đi làm người mẫu. Đó, rồi nó cứ cuốn theo, rồi hoa hậu cũng là một cái hành trình mà để mình trải nghiệm và để mình học hỏi thêm cho cái tuổi thanh xuân của em thôi. Cái điều em mong muốn nhất vẫn là những cái mình thu hút những cái người cùng cái nguồn, cái cảm hứng với mình, cái chất liệu âm nhạc mà mình đang mong muốn, để mình làm những cái sản phẩm mà mình đang mong muốn. Và hy vọng sắp tới đây thì những cái sản phẩm của em sẽ đến với khán giả, và khán giả sẽ cảm nhận được một Lệ Nam thật là thú vị trong những sản phẩm âm nhạc này. Trời ơi, vậy giờ hát một câu cho chị nghe đi, chị mới nói chuyện tiếp với em chứ không thôi là chị có tin nha. Tại vì nghe hát ở các chương trình thì nó không có thật lắm, tại vì nhiều khi là có hòa âm phối khí, mình không biết là giọng hát thật như thế nào. Quý vị đồng ý không ạ? Em vẫn chưa có bồ, em vẫn đang tìm một người chia đôi, nhưng giấc mơ yêu ai cũng vậy, yêu em dùm đi. Em vẫn chưa có ai mang cho em cảm giác yên bình như anh. Yêu ai cũng vậy, yêu em dùm luôn. Ủa, cái bài này thiệt không vậy hay là cái này mới chế vậy ta? Cái bài này là cái bài mà em chế. Em gọi mọi người nghe đấy, hồi từ xưa hay giờ hát một cái bài mà có tình gì kiểu mấy anh chị em ca sĩ nhạc sĩ ngồi với nhau cái ngồi chế em hay hát vậy đó. Nếu mọi người thích thì em sẽ làm luôn. Cũng hợp lý ha. Bài hát này khi mà ra đời chắc mấy cái cô mà muốn tìm gấu á, muốn tìm bạn trai á là sẽ hát theo em. Nhưng mà thật ra khi mà làm người mẫu hay làm hoa hậu thì mình cũng định hướng về hình ảnh này. Thì làm ca sĩ cũng vậy, tại vì ca sĩ thì nó sẽ thiên về là có nhiều dòng nhạc. Bây giờ chị thấy người đẹp hát rất là nhiều, cho nên cái thị trường mà người đẹp hát em cũng phải cạnh tranh khá là gắt gao đó. Ví dụ như là chị thấy như Luna cũng hát rap nè, Mai Ngô cũng là một rap nè, rồi nhiều lắm, rồi ballad cũng có, bolero cũng có. Thế thì không biết là Nam Anh là đi theo hướng nào, ví dụ như hướng là nhạc pop hay là ballad hay là như thế nào? Em đi theo hướng nhạc pop á chị, là vừa hát vừa nhảy. Cái khán giả của em là sẽ những nói hai 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 khán giả sôi động, khán giả trẻ. Nhưng mà chị nhớ không lầm là trước đây em lại thi một cuộc thi về bolero. Hồi trước đây là năm em 18 tuổi, ở cái thời điểm đó thì em nghĩ em đi thi vì một cái điều khác, chứ không phải lúc đó em chưa. Nhiều khi chắc cũng cảm ơn vì mình đã thi rớt thì mình mới nhận ra được mình thuộc về nơi nào. Nhưng không, rớt ở đó nhưng mà em cũng vào được cái vòng sâu sâu mà. Dạ, nhưng mà cảm giác là lúc đó mình chưa biết hát là cái gì. Thời điểm đó chỉ biết là hát là mở miệng hát đúng cao độ thôi. Và bây giờ mới biết là hát là truyền tải một cái thông điệp, một cái nội dung thông qua một cái giai điệu bằng cái cảm xúc trái tim của mình. Thì bây giờ mới bắt đầu biết hát đó. Còn ngày xưa là hát theo một cái kiểu chắc là gọi là kỹ thuật thôi. Có nghĩa là hồi xưa là mình hát theo cái bài hát, còn bây giờ mình hát từ trong cái cảm xúc của mình, để thông qua cái bài hát đó nó không chỉ là đúng về mặt kỹ thuật, đương nhiên ca sĩ phải có kỹ thuật, mà nó còn
mang đến cái cảm xúc chạm đến trái tim khán giả. Dạ đúng rồi. Và em chọn là khán giả trẻ. Vậy thì cái thông điệp như em nói là em phải truyền tải một cái thông điệp gì đó, vậy thì em hướng cái thông điệp gì cho giới trẻ? Giới trẻ thì chúng ta sẽ thấy là rất là năng lượng. Thì em muốn mọi người giữ được cái năng lượng đó đó, để mọi người tiếp tục thực hiện nồng cháy trong những cái ước mơ của mọi người. Và thế, tuổi trẻ thì thế hệ ngày mai mà đúng không? Thế, ví dụ như tuổi trẻ mà luôn mà có những cái nguồn năng lượng tích cực á, thì em tin rằng thế hệ tiếp theo của chúng ta, đất nước sẽ phát triển được nhiều hơn. Nên em muốn mang đến một cái nguồn âm nhạc mà mọi người bật lên nghe cái là thấy năng lượng, là thấy với tích cực là muốn đi làm rồi đó. À, vậy là năng lượng tích cực. Nhưng mà thật ra là nếu mà em chọn cái dòng nhạc pop là cũng cạnh tranh lại càng gắt gao hơn. Tại vì nhạc pop cũng là một cái dòng nhạc, theo chị nha, chị không phải là rõ về âm nhạc, về thanh nhạc, nhưng mà nhạc pop là cái thị trường nó lớn. Thị trường nó nhiều, nhiều ai mà muốn làm ca sĩ là cũng vô hát nhạc pop được hết. Nhiều khi chị hát cũng được luôn đó. Nhưng mà hát người ta nghe được hay không lại là chuyện khác. Thế thì trong cái nhạc pop đó, em cái điều mà em muốn truyền tải thông điệp thì hiểu rồi, nhưng mà cái cách em xây dựng cái hình ảnh như thế nào đây? Tại vì hát hay, nhảy đẹp thì rất nhiều người đã làm như vậy rồi, thì phải có một cái gì đó nữa là nhìn vào là biết nam anh đó. Là những cái câu chuyện mà em sẽ làm sản phẩm của mình. Là em tự sáng tác hay là nhạc sĩ sáng tác? Những cái câu chuyện đó là em, tại vì em ngoài hát đang cũng mê đồ họa nữa, thì em sẽ kết hợp giữa hát và đồ họa. Đó là những cái thế giới mà em sẽ xây ra ở trong đó. Nhiều khi sẽ là những cái thế giới không có ở trái đất nữa. Em sẽ xây từ hành tinh này qua hành tinh khác. Và qua những câu chuyện đồ họa, em sẽ vẽ nên là một cái MV em quay mất ít nhất khoảng nửa năm để dựng đồ họa. Wow, như vậy là em đầu tư vào đồ họa rất là nhiều. Vì em đam mê và em thích về đồ họa nữa. Nó vì em đam mê lắm nên là em cứ chờ một cái sản phẩm đầu tay nó ra, nó rất là lâu. Và hiện tại cái sản phẩm của em cũng đang xúc tiến để đang làm được cũng gần nửa quá trình rồi. Một nửa quá trình, như em nói nửa năm thì phải còn đợi thêm 3-4 tháng nữa. Dạ, 3-4 tháng nữa nó mới xong. Trời ơi, hy vọng là cái số phát sóng này khi mà ra mắt với quý vị thì cũng gần chạm đến cái lúc mà MV đầu tay đúng không, của Nam Anh được ra mắt. Và cũng mong rằng là quý vị sẽ cùng với Bảo Anh là chúng ta giữ cái sự tò mò về một cái cô gái thú vị, và đặc biệt là cái MV mà gợi cho chúng ta rất là nhiều những cái điều mà chúng ta phải muốn xem ngay. Vì đúng là đồ họa nó là một cái thế giới rất là lớn, một cái thế giới mà không phải là ai cũng làm được, và thậm chí là cái mức đầu tư cho nó cũng nhiều nữa. Em đầu tư cho nhiều cho cái album đầu tay của mình không? Cũng em nghĩ cũng nhiều á, với lại là em may mắn là em gặp cái nhóm mà cùng cái tư tưởng với em á, là những bạn học sinh sinh viên Mỹ. Nên là các bạn cũng yêu đồ họa như em vậy đó. Nên là cùng nhau mà làm á, nên là cái mức chi phí của em cũng được giảm bớt. Nhưng ví dụ như mà mình thuê những người mà thật sự mà đồ họa chuyên nghiệp cao á, thì nó cũng hơi nặng nề. Nhưng mà em tin chắc rằng với MV này sẽ là một cái sự đột phá mới cho nền âm nhạc Việt Nam. Chị thấy rằng là bây giờ em không còn mờ mịt cái con đường mình đi nữa. Có thể là do em nói rằng là khi mình có những cái sự rõ ràng trong tư duy rồi thì mình nhìn thấy mọi thứ nó dễ hơn và mình đi con đường nó nhanh hơn. Bây giờ khi em đã rõ ràng cái bức tranh đó rồi thì mình sẽ hỏi nhiều hơn về cái công việc của em, về sự nghiệp của em. Thì chị thấy là em thi cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ, thì khi mà em dừng lại ở cái giải thưởng là Best Face á, thì thật ra là rất nhiều người tiếc nuối cho em luôn. Thậm chí là có các bạn fan là trao vương miện cho em luôn, đúng không? Nhưng mà nhiều người tiếc nuối, và khi tiếc nuối như vậy thì mọi người cũng hay gửi cái tín hiệu đến là em đi thi cuộc thi nữa đi, hay là như thế nào. Thì mình trải lòng một chút về cái con đường đã qua với Hoa hậu Hoàng Vũ, và cái ý định của mình là liệu có một cuộc thi nào khác có Nam Anh không? Với Hoa hậu Hoàng Vũ, đầu tiên là vẫn là cái sự biết ơn. Bởi vì từ cái ý niệm đi thi Hoa hậu Hoàng Vũ mà em học nhiều hơn nè, em thay đổi bản thân nhiều hơn nè, em biết yêu bản thân nhiều hơn, và em đặc biệt là em cống hiến được cho xã hội nhiều cái dự án cộng đồng hơn nữa. Thì trong cái cuộc thi thì mình cũng học được rất là nhiều. Nhưng mà để mà quay lại cuộc thi, em nghĩ nó sẽ là một cái sự cân nhắc mà em vẫn chưa, hiện tại vẫn chưa thể nào trả lời được. Có nghĩa là mình có muốn hay không, hay là mình cũng đang suy nghĩ liệu có nên hay không? Em nghĩ là em đang suy nghĩ nên hay không. Bởi vì thật sự ra nói đi thi thì nó đơn giản, nhưng mà mình cũng phải có cái sự chuẩn bị rất là nhiều thứ, nhiều về mặt thời gian, rồi
kinh phí rồi mọi thứ, nên là mình cũng phải suy nghĩ và đắn đo nhiều. Chứ không có làm liều giống như thời tuổi gọi như là thời mới bắt đầu vô showbiz đúng không? Không làm liều, không làm liều nữa. Bây giờ là không dám làm liều. Thật ra là cái cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ nó cũng đã một khoảng thời gian rất là xa rồi, và câu hỏi này chắc là nhiều người cũng hay hỏi những cái cô mà không có đạt được những cái giải thưởng cao hoặc là không có vương miện, nhưng mà khi mà kết thúc cuộc thi thì đôi khi cái nhìn, cái suy nghĩ của mình nó khác. Còn bây giờ thời gian xa hơn, nhiều khi mình có cái nhìn nó thấu đáo hơn, thì chị muốn nghe em chia sẻ rằng là em nghĩ là mình cần khắc phục những cái gì, hay là mình thiếu cái gì mà tại sao mình không chạm tay được vào vương miện cao nhất của cuộc thi. Thật ra trong cái khoảng thời gian mà em đi thi á, ngay cả bản thân em cũng sẽ trả lời cái câu hỏi đó. Tại vì em thấy em là một người ở bên trong có rất là nhiều cái sự màu sắc, và mình muốn thể hiện cái màu sắc của mình thông qua cái hình thể này, nó thông qua những cái gì mà tạo hóa cho mình. Nhưng mà ngược lại là liệu khi mình trở thành một người đẹp, có phải mình phải cố gắng, mình phải mặc một cái chiếc áo mà nó luôn phải thẳng tắp chỉnh tề hay không? Đó là cái câu hỏi mà em suy nghĩ hoài đúng suốt quá trình em đi thi á. Thì ngay cả cái thời điểm em đi thi, em vẫn cảm thấy em thiếu nhiều một. Và nếu mà cho em ở thời điểm đó, em vẫn quyết định là em sẽ dừng lại một năm để em tiếp tục em luyện tập tiếp. Bởi vì khi mà em muốn ra thế giới thì em phải muốn mình thật sự là một đứa con chín mùi của Tổ quốc, để mình nói được cái tiếng nói của mình bằng một cái niềm tự hào dân tộc, để mọi cái đất nước khác nhìn vào và tự hào về đất nước Việt Nam. Đúng là một trong những cái phần đó nó cũng thể hiện ngay trên cái sân khấu đêm cuối cùng, khi mà em trả lời cái câu hỏi ứng xử, và vô tình là nó nhận được rất nhiều những cái phản hồi tiêu cực với cái câu trả lời đó. Thì khi em về như bây giờ thì em cảm thấy chắc nó qua rồi, thì em không có quá là ảnh hưởng, nhưng mà lúc đó thì em có bị ảnh hưởng tiêu cực về những cái phản hồi ở trên mạng, hay là mọi người ném đá mình không, vì mình trả lời lúc đó thực sự là nó, chị cũng đi coi trực tiếp á, thì chị biết là nó cũng có nhiều áp lực, nhưng mà chị thấy rằng là đúng là nó làm nó không có thể hiện được em ngay lúc mà em bị rối như thế nào, hay là cái thời điểm đó thì em chỉ nhớ là em lên em nói và em không nghe được âm thanh thôi. Nên là khi em nói em không biết công chỉnh cái âm lượng và cái giọng nói cũng như tốc độ á, em cứ nói thôi, từ em không nghe được âm thanh. Bình thường em cũng không có nghe được âm thanh, em chỉ nghe được 60-70 thôi. Thì lúc lên sân khấu lớn như vậy thì cái loa nó không có phẳng về để hai cái lỗ tai em nghe được á. Nên là khi mà em về nhà rồi em mới nghe lại cái đoạn mà em nói cái đêm hôm đó, thì cái điều đầu tiên mà cảm xúc đầu tiên em có là cái sự tiếc nuối. Bởi vì mình biết bình thường mình có thể làm tốt hơn như vậy nhiều, và mình chỉ lúc đó mình chỉ có một cơ hội duy nhất, mình không có cơ hội thứ hai để mình làm lại. Nên là em chỉ có cái cảm giác là em tiếc nuối thôi. Còn lại là cái việc mọi người hiển nhiên là chắc chắn với cái giọng nói đó, với cái âm lượng đó, thì nó cũng chắc hơi nó không phù hợp với một hoa hậu. Thì em cũng không có phủ nhận điều đó, mà em cũng cảm thấy rất là biết ơn vì mọi người hiểu được cái nội dung, và mọi người không vì cái âm lượng mà mọi người quên đi cái nội dung, và mọi người cảm thấy cái nội dung của em mang đến cuộc thi là một cái nội dung rất là ý nghĩa. Nhưng mà bây giờ giả sử là em được nói lại, được trả lời lại cái câu hỏi đó, chị hỏi cái câu đó là theo bạn làm thế nào để thể hiện được tinh thần và bản lĩnh Việt Nam, thì em sẽ trả lời như thế nào? Em vẫn sẽ trả lời y nguyên cái nội dung đó nha. Nhưng mà với một cái âm lượng và một cách xử lý âm thanh nó bình thường thôi. Chứ cái nội dung thì em vẫn sẽ trả lời y chang vậy. Là từ những vết sẹo của bạo lực gia đình, đã có lúc tôi cảm thấy đau đớn và gục ngã, nhưng mà tôi tìm thấy được sức mạnh của nội tại và tôi đã chiến đấu vì nó. Ai trong chúng ta cũng sẽ có những cuộc chiến cá nhân, nhưng mà hãy tin vào giá trị của bản thân và đội vương miện chính mình. Mỗi chúng ta là một chiến binh, nên là hãy chiến đấu vì giấc mơ của mình. Know your value, where you're from, where you're from is about is warrior, so fight for your dream. Mình sẽ nói nhẹ nhàng hơn. Có rất là nhiều những cái dự định về cống hiến cho cộng đồng, thì liệu rằng là những cái điều em nói đến thời điểm này thì em đã và đang làm, hay là em đang có kế hoạch, hay là như thế nào?
Em thật sự là em đang làm và em đang triển khai nó dần dần. Hiện tại em cũng biết ơn cuộc thi, sau cuộc thi thì rất là nhiều đơn vị về các tổ chức về bạo lực bạo hành gia đình đã liên kết và cùng với em kết hợp á. Gần đây nhất là có iCommit là em vừa liên kết với nhau để tham gia cái ngày hội đi bộ để tuyên truyền sức khỏe gia đình cộng đồng, bảo vệ những người yếu thế. Thì trước đó cũng có những cái talk show đến những trường đại học để nói về bạo hành bạo lực gia đình đó. Thì em mong rằng trong cái thời gian sắp tới thì em sẽ thực hiện được nhiều cái dự án cộng đồng nhiều hơn nữa về gia đình. Và đặc biệt nếu mà trong tương lai mình có một gia đình nhỏ thì mình sẽ làm một cái giống như là cái gì, một cái hình mẫu để mọi người nhìn vào đó, mọi người sẽ thấy mình sẽ xây dựng những cái cách như thế nào để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Việc mà mình kết hợp với lại những cái đơn vị hay kể cả là mình làm một cái người truyền cảm hứng để có thể là mình đi chia sẻ về bạo lực gia đình thì nó chỉ dừng lại ở việc là mình truyền cảm hứng thôi. Theo chị là nó chưa có hoàn toàn là ngăn chặn được cái vấn nạn này. Theo em là để ngăn chặn cái vấn đề này mà nếu như em có đủ khả năng, đủ thêm cái sức mạnh, đủ thêm cái tiềm lực thì em có cái kế hoạch nào hay là em sẽ làm cái điều gì để mà có thể là làm sao để có thể là ngăn chặn và chấm dứt luôn cả cái tình trạng này không? Em nghĩ nếu mà em có đủ khả năng em sẽ đẩy mạnh về giáo dục. Bởi vì bây giờ chúng ta chỉ có thể giáo dục được cái thế hệ trẻ tương lai, chúng ta ý thức được cái việc là tác hại của bạo lực và chúng ta sẽ tìm cách như thế nào để mỗi cái con người chúng ta sinh ra và lớn lên đều phải luôn luôn trong cái ý thức sửa mình. Thì tầng lớp thế hệ này tiếp nối thế hệ kia thì em tin rằng bạo lực nó sẽ được hạn chế và giảm dần. Có nghĩa là em đẩy mạnh về giáo dục. Nhưng mà nếu em đủ khả năng, ví dụ giống như là một nữ doanh nhân và đại gia là có điều kiện tức tực tực luôn mà em không lo về vấn đề kinh tế nữa, thì cái giáo dục này theo em là em làm cái gì cụ thể hơn? Nếu như mà ví dụ để như mà là trung tâm kỹ năng hay là một cái gì nếu đó. Như mà để mà nếu mà có điều kiện hơn nữa mà để mình chữa cháy á, thì bây giờ em sẽ mở ra những cái lớp giống như chị nói, trung tâm kỹ năng cho những bà mẹ, những người phụ nữ á. Người ta sẽ biết cách người ta dạy con của mình, rồi người ta sẽ biết cách bảo vệ bản thân của mình và biết cách, tại vì người phụ nữ trong gia đình rất là quan trọng. Nếu mà người phụ nữ biết cách xử lý thì em nghĩ là mọi vấn đề nó sẽ được giải quyết trong một cái sự nó hòa bình. Nên là phụ nữ của mình cũng là một cái kiệt tác của tạo hóa đó chị. Và cũng là người cũng cầm cán giữ cái sự hòa bình trong gia đình đó. Nên là em nghĩ nếu mà em có khả năng thì em sẽ mở ra những cái lớp kỹ năng dành riêng cho phụ nữ. Còn ví dụ như mà mình bất quá thì mình cũng sẽ có những cái bộ môn hoặc cái như thế nào để mình có thể tự vệ cho bản thân mình. Nhiều khi có những đội phản ứng nhanh để mà phòng chống bạo lực nữa đúng không? Đội phản có ứng nhanh, ví dụ như bấm gọi nghĩa là tới nhà liền. Là một hội chị em tới liền để bảo vệ cho cái người phụ nữ đó đúng không? Rất là hay, chị cũng hy vọng rằng là mình sẽ triển khai càng sớm càng tốt để mà mình có thể là mình phòng chống được cái điều này, thì nó mang lại rất là nhiều giá trị. Tại vì trong gia đình không phải là có người lớn mà có những cái bạn nhỏ nữa, và nếu như trong một gia đình như em đã từng trải qua mà thấy được cái cảnh bạo lực đó thì ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các bạn rất là nhiều. Dạ đúng. Nãy giờ là mình nói câu chuyện về luyện tập thể thao để có được cái tinh thần nè, rồi kể cả cái câu chuyện về sự nghiệp nữa. Còn bây giờ thì chị muốn lắng nghe một chút xíu về trái tim của em đi. Tại vì chị thấy rằng là một trong những yếu tố tác động đến tinh thần của mình rất là nhiều đó là cái chuyện tình cảm. Thì hiện tại thì Nam Anh vẫn là một cô gái độc thân hay là đã có một ý trung nhân, hay là đã có một cái hình mẫu người yêu nào dành cho mình rồi? Em để ý nha, mỗi khi mà em có ý trung nhân hoặc là một cái việc là say nắng đi thì em sẽ không có dành nhiều thời gian cho công việc. Thì ngược lại thì em sẽ dành nhiều thời gian cho đối phương hơn. Đó, nên là trong cái khoảng thời gian này em lại đang quá tâm huyết với cái niềm đam mê của mình á. Thì em lại đang muốn mình độc thân để mình có nhiều thời gian để mình suy nghĩ cho công việc nè, cho tương lai của mình, cho những cái 1-2 năm sắp tới mình ổn định như thế nào. Rồi sau đó thì mình sẽ mở cửa trái tim để mà mình tìm hiểu thêm. Dạ. Có nghĩa rằng là qua cái câu trả lời vừa rồi thấy em là một người thiên về tình cảm.
Đúng không? Nếu như mà em mà lỡ, gọi như là lỡ mà trúng tiến sĩ ái tình của ai mà lỡ thương người ta rồi, là em nhiều khi là bỏ hết tất cả những gì mình đang có để mà chu toàn cái việc là làm sao để nuôi dưỡng cái tình yêu đó nó thật là đẹp, đúng không? Ôi em mà yêu ai là yêu dữ lắm. Em đâm đầu quá. Em mà yêu ai em có thể sẵn sàng, người ta nói là tự hy sinh á. Thì mình hy sinh cho người khác á, mà mình cảm thấy cái điều đó là rất là hạnh phúc á. Nếu mà thật sự nó là tình yêu á nha, là em mà yêu ai là em cũng không có cần tính toán hay cần gì hết trơn. Thật sự là em, thật sự em thả ra em yêu bằng cái bản năng hết con tim á. Tại vì thật sự nó không có kiểm soát được đâu chị. Nếu ai nói mà mình yêu mà mình kiểm soát được thì cũng là hay á, nhưng mà thật sự để mà gọi là thật sự yêu á, nó cũng cố gắng cho cái mức độ nó cân bằng lại thôi, chứ khó kiểm soát theo ý mình muốn lắm. Có nghĩa là em yêu hết lòng luôn, yêu hết mình luôn, có bao nhiêu là yêu hết bấy nhiêu luôn. Không có dùng một cái lý trí giống như người khác, người ta nói là yêu, ví dụ yêu 70%, 30% còn lại tôi giữ cho tôi. Còn em là em yêu hết luôn. Em yêu hết chứ mới thật sự là yêu, chứ còn nếu mà yêu mà giữ thấy mất cảm xúc lắm. Có nghĩa là em sống thật với cái cảm xúc đó luôn á, không có một cái gì rào cản nào luôn. Vì thật sự em biết rằng là nếu như mà mình yêu hết 100% con người của mình luôn, thì em có sợ là bị lợi dụng cái tình cảm đó không? Hay là em chấp nhận cho lợi dụng luôn? Tại vì khi mà mình yêu đâu ai ép mình đâu chị. Mình tự nguyện mình làm cái điều đó vì người ta. Và khi mình làm điều đó mình cũng thấy thích. Chứ mình không thích thì có ai ép mình làm được. Đó là mình tự nguyện, nên là mình không có cảm thấy mình bị lợi dụng nữa. Lỡ mình yêu rồi sau mà kết thúc cuộc tình yêu mình thấy nó không có hợp lý nữa thì thôi, đường nhai nó về. Rồi có nghĩa là yêu yêu cũng yêu hết mình mà thật sự luôn á. Cái điều này không biết chị nói ra thì em có ngại để mà trả lời hay không. Nhưng mà thật sự là cái tình yêu của em nó cũng rùm beng ở trên mạng một thời gian rất dài. Và chị cũng là người đã từng thấy người yêu của em. Vì em quen, như em nói là em yêu hết mình mà em đâu có giữ hình ảnh gì đâu. Em đi đâu em cũng dẫn người yêu đi theo hết. Bất cứ một cái chương trình biểu diễn nào hai người cũng đi với nhau và rất là dễ thương lúc đó. Thời điểm đó còn yêu thì rất là dễ thương. Nhưng mà rồi lúc mà chia tay thì nó cũng rùm beng ở trên mạng luôn. Và từ đó cho đến bây giờ thì mọi người lại có cái nhìn về nam anh rất là, ủa vậy thì cô này cái xu hướng về tính dục của cô là gì, cô ở cái cộng đồng nào. Thế thì hôm nay em cũng chia sẻ với mọi người và cũng giải tỏa thắc mắc cho mọi người được biết. Hồi xưa là tuổi trẻ thì mình làm theo bản năng khi mình không biết đâu. Còn về nói về xu hướng về tính dục đó, thì cho em trả lời cái câu này được không? Em là con gái. Nhìn em là biết em là con gái. Mọi người nhìn em thì mọi người biết em là con gái. Và các bạn ngày xưa em quen là bạn đã chuyển giới thành nam. Và mọi người nhìn bạn là một hình hài của một người nam. Người ta gọi là tomboy đó chị. Có nghĩa là trước đó bạn là nữ nhưng mà sau đó bạn chuyển giới thành nam. Thì em quen bạn là em nghĩ bạn là một người nam chứ em không nghĩ bạn là một người nữ. Đó. Nhưng mà nếu mà để mà xét về cái tính dục xác á, thì em vẫn quen một bạn thuộc cộng đồng LGBT. Chứ bạn đó không phải là một... như mình bình thường mình nói được đó. Đúng rồi, chị hiểu. Đó, nên là thành ra đó là cái mà điều em sẽ nói. Còn cái việc mà mối quan hệ của em với bạn thì em thấy giống như một mối quan hệ bình thường với nam với nữ thôi. Nó không có khác. Nó không có khác biệt gì mà để mà mình phải đem ra mình so sánh. Em thấy nó y chang nhau á chị. Hồi nãy quý vị biết không, mới vô nên anh hỏi câu chị ở lấy chồng vui không. Tại vì biết ba đã lập gia đình rồi. Cái tự nhiên ba sực nghĩ là bộ Nam Anh tính lấy chồng hay gì mà hỏi câu này. Rồi định khi nào lấy chồng mà hỏi câu này. Tại sao phải hỏi câu này? Tại vì em cũng ở 26 tuổi. Thì em cũng đang trong giai đoạn là lo cho cái tương lai của mình á. Thì mình cứ gặp những người mà đã có chồng mình sẽ hỏi để mình biết được cái trải nghiệm về cái cuộc hôn nhân của mỗi người như thế nào. Đó cũng là lý do em hỏi chị đó. Nhưng mà như vậy thì đã và đang có một người để yêu thương chưa? Chưa luôn. Đang gửi tín hiệu vũ trụ để em thu hút đó chị. Nhưng mà người ta theo nhiều không chứ, xinh đẹp như này chẳng lẽ không ai để ý? Cũng có theo nhưng mà để mà mình nhìn qua đào cua đơn. Cú gương mùa năm Tết năm nay là chơi một mình. Có nghĩa người ta để ý nhưng mà vì mình cũng không có cảm xúc nhiều. Nhưng mình cũng không có cảm mở xúc. Tín hiệu là nên là mọi người hỏi em yêu là có yêu hết lòng. Chắc chắn là yêu hết lòng. Tại khó lắm mới có được cảm xúc nhưng mà yêu hết lòng. Rồi bây giờ thì mình có dự định là
mình đang lo sự nghiệp trong những cái năm gần đây, nhưng mà mình có dự định là bao nhiêu năm mình lo cho sự nghiệp xong thì đến lúc mình lập gia đình không? Thì lúc đó mình sẽ sẵn sàng để mở cửa con tim nhiều hơn. Thì chắc khoảng qua 30 thì mình sẽ suy nghĩ tới việc lập gia đình. Thì bây giờ thì đang mở cửa con tim mà chờ ý chung nhân xuất hiện thôi. Ôi là mở sớm vậy luôn á. Mở từ từ. À mở từ từ. Chưa thấy xuất hiện đi nè. Vậy rồi bây giờ tóm lại về cái hình mẫu của nam anh là như thế nào nè, để lỡ ai đó mà mở lên coi sơ qua cái này cái thấy ồ cái này có vẻ như là mình được tiêu chuẩn rồi ha. Gu của em trước tiên là phải có cái tâm hồn đẹp, hay là phải có cái niềm đam mê và có lý tưởng sống, và có cống hiến cho cộng đồng, và đặc biệt là biết quan tâm người khác, đặc biệt là người bạn đời của mình, quan tâm chia sẻ là được rồi, không cần nhất thiết là phải quá cao siêu to bự, giờ chỉ cần có cái tâm hồn đẹp là được. Còn về vật chất thì sao? Vật chất thì em nghĩ nếu bạn đó có tâm hồn đẹp, có cái ý chí và lý tưởng thì bạn đó sẽ xây dựng được một cái cuộc sống nó ổn định, và cả em và bạn đó sẽ cùng nhau xây dựng lên. Chứ không nhất thiết là bạn đó phải thực sự quá xuất sắc để em dựa vào, tại vì em cũng có khả năng xây dựng cái nền kinh tế của mình. Không biết cái tiêu chuẩn này là có thay đổi theo thời gian không? Có nghĩa là trước đây em có nghĩ giống tiêu chuẩn như vậy không? Hay là trước đây em thiên về là chọn một người có vật chất hơn? Hay không, là từ xưa đến từ giờ? Từ xưa tới giờ em vẫn như vậy. Thật ra là những cái cô gái mà hơi có những cái gọi như là thiệt thòi về gia đình đó, ví dụ như chị cũng là một người mà ba mẹ không có hạnh phúc, và mình chỉ sống với mẹ từ nhỏ đến lớn, và hoàn cảnh của hai chị em cũng giống như vậy nữa, thì luôn luôn là hướng đến một cái gia đình nó toàn vẹn trong tương lai. Vậy nên là đôi khi rằng là mình thương ai là mình thương hết lòng, và mình không bao giờ mình nghĩ rằng là cái hôn nhân đó mình cố gắng gìn giữ không để cho nó bị rạn nứt. Thì em suy nghĩ như thế nào về cái gia đình nhỏ trong tương lai của mình? Gia đình nhỏ trong tương lai chắc chắn sẽ là một cái phiên bản nó tốt hơn so với cái những gì mình đang trải chứ chị. Chắc chắn em phải sẽ lựa chọn rất là kỹ để mà mình xây đắp cái gia đình nó thật sự gọi là hạnh phúc, mà con của mình sinh ra phải hạnh phúc hơn mình. Và từ cái gia đình nhỏ của mình truyền cảm hứng ra xã hội, đúng không? Và mình cũng mong muốn là những gia đình nhỏ khác họ cũng có được những cái hạnh phúc như vậy. Mà quý vị biết rằng là những cái gia đình là những cái tế bào của xã hội. Một cái gia đình hạnh phúc thì xã hội hạnh phúc, và xã hội hạnh phúc thì đất nước hạnh phúc. Và điều chúng ta muốn hướng đến là như vậy, một quốc gia thật sự là có những con người sống trong cái niềm hạnh phúc và yêu thương nhau nữa, đúng không? Thế thì trước khi mà khép lại chương trình ngày hôm nay và em có thời gian để tập yoga, thì em có muốn chia sẻ một thông điệp nào nữa với tất cả quý vị khán giả của Gõ Cửa Trái Tim không? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái phần chia sẻ của Lệ Nam trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, và mong rằng chúng ta sẽ có những cái sự giao thoa và đồng điệu để hiểu nhau nhiều hơn, và mong rằng là những cái tiếp chia sẻ nhỏ này, nếu mà quý vị khán giả có cảm thấy cái nào hay thì có thể lấy thử trải nghiệm để mình trải nghiệm chính cái tuổi thanh xuân của mình, những gì mình đang có, và mình sống một cuộc đời thật là ý nghĩa cho cái tuổi thanh xuân của mình. Cảm ơn cô gái của chúng ta ngày hôm nay, khi mà đã có những cái chia sẻ, qua những cái chia sẻ đó là những cái thông điệp gửi gắm vào trong chương trình Gõ Cửa Trái Tim. Chị tin rằng là hôm nay chương trình cũng đã gõ cửa được một phần đào trái tim của em, để em nói những cái câu chuyện rất là thật, những cái quan điểm rất là sát với những cái gì mà em đang suy nghĩ. Và như vậy là khán giả cũng hiểu em hơn, và kể cả rằng là cái việc là em có những cái dự định như thế nào, thì chị cũng tin là khán giả nè cũng như chương trình luôn luôn ủng hộ và bên cạnh em. Rồi bây giờ thì quý vị ơi, Bảo Anh xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Bảo Anh cũng như là Nam Anh trong chương trình là Gõ Cửa Trái Tim do Kevalin thực hiện. Và quý vị khán giả nhớ là mình theo dõi vào khung giờ phát sóng quen thuộc là 20 giờ tối thứ bảy trên kênh YouTube của Kevalin, và được phát lại trên một số kênh truyền hình ở Mỹ và Việt Nam quý vị ha, để mình gặp gỡ với những người nổi tiếng, những người có thể truyền cảm hứng, những thông điệp rất là hay, và chúng ta cũng sẽ có một cái đời sống lạc quan và yêu đời hơn thông qua việc là cứ mỗi tuần chúng ta đón theo dõi chương trình Gõ Cửa Trái Tim. Còn bây giờ thì cũng trong một cái gọi như là những cái không khí của năm mới, thì Bảo Anh cũng như là Nam Anh sẽ có lời chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị khán giả. Hãy mình cùng chúc với nhau đi. Chị sẽ nói một câu và em sẽ nói một câu nha. Chúc cho tất cả quý vị khán giả của chương trình Gõ Cửa Trái Tim một năm mới vạn sự như ý.
À, ngàn lần như ý, vạn lần như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc. Trời ơi, nói hay hơn MC luôn, MC không biết nói gì luôn. Chỉ biết là gửi lời chúc mừng năm mới một lần nữa đến tất cả quý vị. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.